Rồi, máy móc Minh Trí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì để trả lời cho câu hỏi là nên sử dụng các cái súng bu lông 1/2 nào mà có nhiều cái tính năng nổi trội mà giá lại rẻ ở trên thị trường, thì máy móc Minh Trí xin phép được giới thiệu cho anh em các cái dòng súng của thương hiệu Saki và Tusaki. Thì đây là 5 cái mẫu súng 1/2 mà đang bán rất là chạy ở trên thị trường trong phiên bản năm 2021. Đầu tiên thì phải kể đến là Saki này giá là rất là rẻ. Và mẫu thương hiệu của Saki và Tusaki là hai cái thương hiệu do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Thành ra là bán rất là chạy trên thị trường. Thì ví dụ nhá, anh em nào chúng ta sửa chữa xe máy bắn từ bu lông 8 đến bu lông 32 thì chúng ta nên sử dụng cái dòng súng nào ạ? Đầu tiên là nếu mà anh em muốn sạch đẹp mà chỉ cần khoảng 650 N thôi, nhỏ gọn, hơn 2 cân một chút, thì anh em có thể lấy con Saki SK218 này. Con này thì màu chủ đạo là màu đen, thân ở trên là màu bạc, rất là sạch sẽ và bắn 5 số, 650 N, chân 1/2. Thì những con này anh em mà chúng ta có thể bắn từ bu lông 8 đến bu lông 32, bắn gầm hoặc là bắn những cái vị trí khó rất là tiện. Đấy, anh em có thể thấy là tôi có thể thao tác rất là dễ dàng. Thì nếu mà anh em chúng ta lấy con Saki SK218 này, thì đầu tiên là ưu điểm là nó sạch, giá của nó cũng rất là rẻ ở trên thị trường. Và với 650 N mà bắn left right trái phải, anh em chúng ta có thể chỉnh ở đây, đây chúng ta có thể chỉnh bắn 5 số ở đây, vặn rất là tiện. Thì sản phẩm này nhá, nếu mà anh em nào chúng ta bắn gầm hoặc là chúng ta muốn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển thì chúng ta nên sử dụng con SK218 thương hiệu của Saki này. Thì là do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, anh em có thể nhìn thấy Tokyo Japan. Đấy, đây là một lựa chọn không tồi cho tất cả những anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa nhá. Tiếp đến là Tusaki phiên bản TS218. Thì ở cái dòng súng bu lông trước thì màu chủ đạo là màu đen, còn cái dòng súng bu lông này thì cũng là chân 1/2 nhưng mà màu chủ đạo là màu bạc. Đấy, anh em thích dùng màu đen hay màu bạc thì chúng ta có thể chuyển sang dùng con này. Con này thì lực siết của nó là 680 N. Đấy, bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 32. TS218 thương hiệu của Tusaki. Đây, màu thân trên là màu đen, còn màu ở dưới là màu bạc. Đấy, thương hiệu Tusaki TS218. Sản phẩm này thì nặng khoảng tầm 2,7 cân cho đến 2,8 cân. Bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 32 và bắn 5 số anh em nhé. Rất là đẹp và rất là uy tín. Thì mẫu sản phẩm là thương hiệu của Saki và mẫu sản phẩm của thương hiệu Tusaki là hai cái dòng súng mà được anh em khen ngợi rất là nhiều. Bởi vì là đầu tiên là đã được test rất là kỹ rồi, qua rất là nhiều anh em thợ. Cái thứ hai là sản phẩm có đầy đủ linh kiện thay thế ở thị trường Việt Nam. Thì nếu mà anh em nào chúng ta thích cái dòng màu bạc thì lấy con TS218 này anh em nhé, chất lượng, uy tín. Còn nếu mà thích cái dòng màu đen thì chúng ta có thể lấy con Saki 218, SK218. Hai cái dòng này thì giá tiền của nó cũng tương đương nhau. Thành ra là anh em thích cái dòng nào thì chúng ta lấy dòng đấy thôi anh em nhé. Rồi, tiếp đến là anh em chúng ta có thể sử dụng cái dòng tiếp theo là Saki SK318. Thì cái dòng Saki SK318 này nó có một cái đặc điểm là nó chỉ bắn left right trái phải thôi. Nó chỉ có các cái tính năng bắn left right trái phải ở đây. Đấy. Thì dòng Saki SK318 này, màu chủ đạo là màu vàng, thân súng là màu đen, tay cầm có bọc một lớp cao su, chống trơn trượt. Sản phẩm này thì cũng rất là khỏe và lực siết tối đa của nó là 6,2 bar 90 psi, anh em có thể nhìn thấy ở đây, tương đương tới với cả 650 N anh em nhé. Con này là một trong những cái dòng cũng bán rất là chạy, bắn left right trái phải chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh ở đây. Và sản phẩm này cũng bắn 3 số, anh em có thể nhìn thấy ở đây không ạ? 3 số thì chúng ta có thể chỉnh cái nấc ở khu vực này. Đấy, rất là đẹp và rất là uy tín. Thì Saki thương hiệu của sản phẩm là SK318. Sản phẩm này thì nặng khoảng hơn 2 cân một chút, màu rất là đẹp và rất là nhiều anh em chúng ta sử dụng. Đây, tay cầm thì cũng rất là chắc chắn, đặc biệt là cái phần cò súng này. Anh em có thể thấy là hàng rất là uy tín và rất là chất lượng. Các cái dòng súng ở đây nhá, thì bên máy móc Minh Trí đã bán thử hết rồi. Và nếu như anh em nào chúng ta muốn nghe tiếng động hoặc muốn nghe tiếng thử của cái dòng súng này, anh em chỉ cần kích vào trong link YouTube và tìm các cái dòng phiên bản. Hoặc là anh em có thể viết là Saki SK318 để xem các cái video test của mẫu sản phẩm này nhá. Rồi, trong cuối phiên bản năm 2021 thì thương hiệu Saki và Tusaki họ mới tung ra hai cái phiên bản
màu bạc và màu đen. Thì đây là hai cái dòng súng mà khá là mạnh về lực xiết và chất lượng. Ví dụ như đây, đây là Saki SK268 của thương hiệu Tokyo Japan. Con này thì nặng khoảng 3,1 cân, bắn 3 số và lực xiết tối đa của nó là 850 N anh em nhé. Tức là nó sẽ khỏe hơn 3 con ở dưới này. Đấy, thì giá tiền nó cũng sẽ cao hơn một chút. Con này thì bắn 3 số, nặng 3,1 cân, màu chủ đạo là màu đen và bắn được từ bô lông 8 đến bô lông trên 32. Có súng cũng làm rất là chất lượng. Thì nếu như anh em nào chúng ta muốn sử dụng những cái dòng súng khỏe hơn một chút, anh em có thể lựa chọn những cái dòng này. Saki SK268 Tokyo Japan. Đấy, con này cũng rất là đẹp và giá của nó cũng khá là mềm anh em ạ. Nó chỉ dưới 2 triệu thôi anh em nhá. Thế nên là anh em cực kỳ yên tâm về các cái dòng súng này. Cuối cùng là cái dòng súng khỏe nhất trong thương hiệu của Tusaki. Tại sao là khỏe nhất ạ? Bởi vì là con này TS506, lực xiết tối đa của nó là 1100 N cơ. Con này bắn được từ bô lông 8 đến bô lông trên 32 luôn. 1100 N thì anh em bắn thoải mái. Màu chủ đạo của nó là màu bạc. Cái dòng TS506 này, chân 1/2 thì bắn 3 số. 1100 N, anh em có thể nhìn thấy bắn 3 số ở đây, left right trái phải. Sản phẩm nặng 3,2 cân và màu chủ đạo là màu bạc, rất là sạch sẽ cho những anh em nào chúng ta thích màu bạc và anh em muốn những cái dòng bắn bu lông khỏe, cực khỏe ở trên thị trường với tốc độ tối đa max là 1100 N, quá chất lượng luôn. Rồi, vậy thì bây giờ tổng kết lại, nếu mà anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa xe máy, anh em cần những con nhỏ gọn thì anh em có thể lấy phiên bản màu đen thương hiệu của Saki. Đấy, con này thì là nhỏ gọn, nó chỉ nặng khoảng hơn 2 cân thôi. Hoặc là anh em có thể lấy màu bạc thương hiệu của Tusaki kia, hoặc là có thể lấy cái màu cam này thương hiệu của Saki. Ba cái dòng này thì giá tiền nó tương đương nhau. Bên máy móc Minh Chí đang phân phối nó chỉ rơi vào tầm dưới 2 triệu. Và giá thì bao nhiêu thì bên máy móc Minh Chí xin phép được cập nhật qua Zalo cho anh em. Còn nếu như anh em nào chúng ta muốn sử dụng những cái dòng trên 2 triệu mà có lực bắn tốt, chất lượng mà lại giá rẻ, thì anh em có thể lấy cái dòng Tusaki 1100 N, hoặc là lấy cái dòng Saki SK268 này 850 N anh em nhé. Thì ba cái dòng phiên bản này là rơi vào tầm khoảng 650 N, còn cái dòng này là 850 N, và cuối cùng là 1100 N, thì giá của nó cũng không chênh lệch nhau quá là nhiều đâu. Thì tại sao máy móc Minh Chí lại khuyên anh em sử dụng ba cái dòng này? Thì đầu tiên nhá, các cái linh kiện của những cái dòng Tusaki hoặc là Saki ở thị trường Việt Nam ấy, thì nhà sản xuất người ta cam kết là có đầy đủ linh kiện. Tức là sao? Tức là nếu như mà khi mà anh em chúng ta hết một năm bảo hành mà anh em muốn thay các cái đầu bu lông, các cái linh kiện, các cái đầu búa ở trong các cái dòng súng này, thì thương hiệu Saki họ đều có linh kiện để thay thế, lắp ráp và bảo hành cho anh em. Đấy, cho nên là anh em chúng ta không mất nhiều chi phí để chúng ta sửa chữa các cái dòng súng này khi mà chúng ta đã sử dụng một thời gian dài. Cái thứ hai là về giá tiền. So với các cái dòng ở trên thị trường ấy, thì thương hiệu Saki này giá ăn đứt luôn mà lại còn rẻ. Thì khi mà anh em nào chúng ta mới ra nghề, chúng ta nên mua những cái dòng súng này. Nó chỉ trên 1 triệu một chút thôi. Đấy, thì chúng ta có thể là đặt mua những cái dòng này để trải nghiệm và bắn rất là khỏe. Khoảng 5-7 năm chúng ta không phải thay súng thì đã là quá ok rồi. Cái thứ ba là linh kiện có sẵn. Thì khi mà anh em chúng ta sử dụng thì linh kiện có sẵn, thì nếu mà hỏng thì chúng ta thay thôi. Quá là đơn giản. Và nếu như anh em nào chúng ta muốn bắn khỏe thì có thể chọn hai cái dòng này. Một dòng là 850 N và một dòng là 1110 N. Đấy, thì những cái dòng này thì lực bắn nó sẽ khỏe và đáp ứng được những yêu cầu. Ví dụ như những anh em nào chúng ta muốn bắn bu lông xe 16 chỗ chẳng hạn, đúng không? Anh em thỉnh thoảng mới bắn những cái ốc to trên 32 một chút thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái dòng 850 N, hoặc là sử dụng cái dòng 1100 N để chúng ta sử dụng. Và giá tiền rẻ và chất lượng phù hợp với cả túi tiền của những anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa. Ok, thì tất cả các cái dòng súng thương hiệu của Saki và Tusaki bên máy móc Minh Chí đang phân phối. Và nếu như bạn xem được cái video này, bạn muốn đặt mua cái súng bu lông nào, bạn có thể đặt hàng qua fanpage của bên mình trên Facebook là máy móc Minh Chí.com, hoặc là Zalo của bên mình là 0915498666, 0978390231, hoặc là 0986734894 để đặt hàng các cái mẫu súng bắn bu lông thương hiệu của Saki và Tusaki ở thị trường Việt Nam. Thì Shopee, Sen Đỏ, Lazada hoặc là website của bên máy móc Minh Chí thì bên mình đang cập nhật, và dần dần thì bên mình sẽ update đầy đủ cho tất cả anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.
và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Rất là hy vọng là qua cái video này, anh em đã có cái nhìn chi tiết về các cái dòng súng bu lông mà anh em có thể là tin tưởng và đặt mua ở thị trường Việt Nam anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.